Sắt lờ à, chết tôi. Bà này, đấy là cái tên donate của bạn ấy anh em nhé. Để tôi vừa vào giới thiệu cái như vậy nó hơi căng rồi. À, đấy là cái tên donate của bạn ấy. Thì bạn ấy có cái tên donate là thộn săn lờ. Bạn ấy gửi tôi. Và tôi build em một team đập đi xây lại 25.000 tỷ. Và là một team có đầu tàu là Neymar CU cộng 5. Thế thôi, yêu cầu mỗi vậy. 24.000 tỷ đập đi xây lại. Đó, Neymar Junior CU 5. Mua được không ta? Uầy, mua được nha, mua được nhưng hơi đắt. Còn Neymar này cảm giác hơi đắt. Uầy, 6.000 cơ mà. Neymar cộng 5, 6.000 là cảm giác hơi đắt đấy nhá. Như vậy là mình đầu tiên là mình sẽ đập đi xây lại cái đá. Đập hết đi, đập hết đi. 3.890 Mbappé. Ủa nhiều tiền nhỉ? Tìm mấy con này 8 rồi. Ôi được, con Cavani đắt tiền nhất thì lại không bán được. Thôi xong rồi. Ôi giời ơi. Neymar đầu tàu AG. Neymar đầu tàu khen à. Ôi con mẹ xong rồi. Cái quả đúng cái con đắt nhất thì lại không bán, những cái con đắt nhất thì không bán được. Cap 8 đây lên đường luôn. Ôi giời ơi. Thiếu Simba. Nhọn nốt cho Tabi 10.000 đồng. Barca thì đôi bạn thân su Thỏ Su Nghi cùng so trí. Không nói anh em lại không nói anh em lại bảo tôi gây gua nói kia, tôi không nói nhá. Cảm ơn Dương nhiều nhá. Anh Dương nói không phải tôi nhá. Cảm ơn anh em. Ôi giời ơi. Đức Nguyễn đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Mới xây cái team Barca 2 tuần trước xong, cứ Barca y rằng cái kênh nó lại bùng nổ. Ờ nhỉ, hay là mẹ Barca đi thật. Là mẹ Barca đi, cho bùng nổ view. Đó, cho lẹ chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ mua quả Neymar Junior. Neymar mùa CU đúng như bạn ấy mong muốn. Đó, bạn chỉ cần có Neymar mùa CU đội hình thôi, cộng 5 trong đội hình là ok, thì tôi xúc luôn bạn 6.000 vào đây. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ build team gì đây? À, từ từ sẽ ngó xem có những ai mua được không ta? Squad. Cái gì đấy? Sao lại có cả Sa Felix kìa? Ủa? Cái này đùi trong mơ à? Sao có cả Sa Felix? Neymar, Neves, Savic. Ồ, Michael, Mitrovic, Coman. Ồ, Casillo. Ồ, build được chứ? Build được. Thế là build được. 18 Nam Định đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Brazil đi thầy ơi. Ok, cảm ơn em, nhưng mà con này có vẻ đẹp đấy. Con này đây rồi, Savic thì tuyệt vời, Savic quá tuyệt vời luôn này, con Savic cộng 6 này tuyệt vời. Đây. Đây là đấy là trong mơ, sẽ là trong mơ. Mơ mộng gì đây, là cái này đúng áo Hy Lan anh em, mơ mộng gì nữa. Cộng 6 luôn, Savic, Milinkovic, Savic, Ruben Neves, nhìn cái áo nó mặc là biết có gì đâu mà. Đấy. Nhìn cái áo mấy thằng này mặc là biết là cái gì. 280 à? Không có công an à? Thuận San L đã donate cho Tabi 150.000 đồng. Thầy nạp hộ e cái mã 100 Eco có TK VN. Cảm ơn em nhiều. Các bạn đã xong rồi, build các cầu thủ thuộc giải Ả Rập không? Tôi build đàng hoàng luôn, build của này lại mẹ không mua đập những con này mà không mua được, đập mẹ lên thật. Đập lên. Thế là xong rồi, nếu mà không thể mua được cộng 5 thì đập lên ông nào giống với B đây này. Nào. Color Kalidou Koulibaly. Đấy, cứ hàng TF mà đóng thôi, có gì đâu. Mặc áo Ả Rập đẹp keng. 440 mắc đầu luôn, có ai đấy nhở? Sợ Mitrovic không có áo ấy. À Mitrovic có áo à? 80 gì ở đây? Đúng rồi, đây có áo à. Đây Mitrovic rồi. Yasser Ansari. Con mẹ mấy tên này khó đọc thế. Đây là Sarani, mấy quả tên Ả Rập khó đọc ghê. Đây rồi, tuyệt vời, đây quả này. Mua quả này về đập 6. Tôi nghĩ là mua quả này về đập 6 đi. Mua 10 quả này về đập 6. Rẻ 10 thằng có 27 tỷ mà. Bây giờ mua thằng này về đập 6 lên là ok. Phải 7 để mua đập 6 thoải mái anh em ơi, đập 6 cái thứ lên thoải mái, không vướng cái gì cả. Cứ thế thôi nhá. Không phải nghĩ gọi gì nhiều. Là dí quả Marquinhos phải luôn. Lên 6 luôn ngon nơ. Mẹ lên 6 ngon nơ. Lên 6 ngon nơ luôn thật. Đập dễ không phải vua đập 6 nào. Cay đủ má. Lên 6 đi được, lên 6 keng luôn đấy. Ôi giời ơi. 18 Nam Định đã donate cho Tabi 20.000 đồng. Siakan bên Anas chưa ăn 2L đâu mà bố kia cứ spam. Nhà mày vua đập xác. Nhầm vua đập 6, quên vua đập 6. Ozazaba nó đóng một phát Ozazaba luôn được. Một phát Ozazaba luôn, lên luôn. Ôi giời ơi. Một buổi tan trường đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Khầy ơi, 25k tỷ thì build team gì được thầy hay là... Cảm ơn em, cảm ơn một buổi tan trường nhá. Thộn San L đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Neymar khả năng phải đá cam đấy. Neymar phải đá cam à? Đá cam đấy, cánh bên kia còn ai nhỉ? Thôi được rồi, như này. Tôi nghĩ như này hợp lý này.
chúng ta sẽ đưa vào đây Mitrovic vào đây, một tiền đạo nữa đã cùng với Mitrovic. Mình sẽ đưa một tiền đạo mà mình nghĩ là nó sẽ sang Ả Rập. Tôi nghĩ là nó sẽ sang Ả Rập thôi. Đội xanh, áo xanh ấy, tìm một thằng áo xanh ấy. Chắc là tìm thằng nào Chelsea đi nhỉ. Cancelo đã tạm CDM thôi, nó sẽ sang thôi, sớm hay muộn nó sẽ đi. À mà Cancelo sang rồi mà. Net cho Tabi 10.000 đồng. Vừa xem Quang Mesut mở ra làm với Gerard CC8. Quay về nhìn bản mặt ông thầy mà buồn. Làm sao mà buồn, tí tôi mở còn hơn luôn ấy. Con mẹ tí tôi mở còn căng hơn nó luôn cho xem. Julian Alvarez nó đá 1-2 mùa của ở lại gọi là Atletico Madrid rồi, xong nó sẽ bỏ xả lập Alvarez. Dự đoán trước. Trợ lý huấn luyện viên Umtiti người Lào gì cũng đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Kiểu gì bỏ xả lập, hứa anh em vậy. Build cái team mà Eviewer lấy vợ đẻ con mua ba cái nhà rồi vẫn chưa xong. Mẹ build được 10 phút mà. Đây tôi build phút mốt. Ra bếp pha tôi cốc cà phê với rán hộ con gà cho bằng bạn bằng bè đồng trang lứa đi. Mày rán hộ con gà không chịu nhá. Ê thủ streamer thì cứ nhờ đi rán gà, con mẹ streamer Việt Nam cứ nhờ đi rán gà được. Emic Lapote. Lapote đây mùa gì mà áo lại đập nhỉ? Đây rồi. Áo vàng không vàng không ưng lắm nhỉ, phải chuyển sang màu xanh ấy. Đó. Có ra có áo nhà 1.300 đấy, vứt quả Lapote này, phải ai biết đây là đâu, cũng anh em ta mấy ngày mà đập mà. Đó. Câu lạc bộ thiếu nhân sự à? Sao lại thiếu nhân sự? Game nó chưa cập nhật. Đó, sao lại thiếu nhân sự được? Salem Ansari. Thành An đã donate cho ta bi. Mua Kevin nhỉ? Gọi anh Trung tìm sỏ giày và sân gấp. Với thầy trước là tôi không tham tiền vì Ả Rập không trả tiền cho tôi. Nhưng tôi lại thích Ả Rập quá. Mõm. Người ta gọi là mõm nhá. Kevin De Bruyne, con mẹ Kevin De Bruyne đá mùa này máu xanh được ấy nhỉ. Kevin tôi nghĩ là sớm hay muộn cũng đi thôi mà. BTB8 sao đủ tiền. Kevin. Anh Trung Kevin. CU làm sao mua được 3.000 mà. CU bây giờ mua CU là hết tiền mua vị trí khác luôn. Thôi đóng vào CU đi. Nói cái gì đâu mà anh Trung hết mùa này cũng đi thôi, hết mùa này cũng sang rồi. Cứ đập cùng với Neymar thôi mà. Neymar tiền đạo cùng với Mitrovic, Kevin De Bruyne. Như thế này này, đá như này đi. Xôi ôi, đá của đội hình như này thì thôi nhờ. Ui, có đúng đội hình trong mơ đâu đấy. Ui. Mitrovic tiền đạo cắm tiền đạo mục tiêu. Kevin chạy bên, Neymar chạy bên. Casio này, ui. Kim Min Jae đi, tôi nghĩ là Kim Min Jae này cũng là trong cầu thủ châu Á đầu tiên có mặt tại Ả Rập. Cũng sẽ là ngôi sao châu Á đầu tiên có mặt tại Ả Rập. Từ 25k Kim Min Jae 12k tỷ. Thầy đang làm content hạ tầm đúng không ạ? 25k tỷ nhưng Cavani 5.000 tỷ không bán được. Đó, Cavani 5.000 tỷ có bán được đâu. Mà Ả Rập là châu Á mà nhỉ? Mày K3 là đi đấy, K3 tôi nghĩ là đi đấy. Có K3 này nhá, có K3 này mà Ả Rập gõ cửa phát lên đường luôn. Riêng của K3 này tin chuẩn. Anh em là có tiền anh em xúc hộ Neymar tôi minh đầu rồi. Bây giờ không đủ tiền, bây giờ mình đợi mỗi Mitrovic về thôi mà không ai nhả. Mitrovic mắc đầu rồi. Không tao nhả khả năng tôi đập của Mitrovic lên. Nào. Mitrovic này sẽ cần phô bao nhiêu nhỉ? Vui tới ca tối là hò mưu nhanh mà xong rồi. Xong rồi anh em ạ. Hay đập mẹ dùng Cavani cho nhanh nhỉ? Cavani có bán được đâu. Hả? À? Bỏ Lapote là được á. Em biết Lapote tôi thích quá. Nhà mình muốn Lapote làm đéo đi. Cái ba chắc chắn là Alisson. Đúng rồi, Alisson. Hết mùa này nhá, Alisson sẽ không ký thêm hợp đồng với Liverpool nữa. Mà cũng sẽ không ký hợp đồng với tất cả đội bóng châu Âu nữa. Mà anh sẽ sang Ả Rập. Anh sẽ đến có mặt tại Al Hilal và bắt cho đội bóng của Neymar. Đội bóng Neymar đang chơi. Chết con mẹ là lương rồi, lương ngập, không đủ lương rồi. Không đủ lương phải chơi của Kalidou Spotlight rồi. Kalidou Koulibaly Spotlight. Xong rồi, bây giờ không đủ lương à? Bây giờ mua xong bắt đầu mới thấy không đủ lương. Một thằng áo xanh kiếm thêm một thằng bớ tạm một ra đường nhặt tạm một thằng áo xanh là về xem nào. Áo xanh à? Ra đường bây giờ tìm thằng áo xanh ở đâu ta? John Stone cũng sẽ là một cái trường hợp mà tôi nghĩ là cũng sẽ sang tới Ả Rập mùa giải tới. John Stone. Đây là tuyệt vời, cậu ấy sẽ đi thôi. Sớm hay muộn sẽ đi sang Ả Rập thôi. Full áo xanh thì đây Kante MS có là full áo xanh cái gì đâu đấy, là full áo xanh rồi. Xong rồi. Rồi như vậy là chúng ta đã build xong một cái team Ả Rập. Dream team Ả Rập. Thật với thầy tôi đá CB được luôn thầy à? Oreu đá CB được á? Oreu để từ từ nhá, cho CB cho dự bị cho nào. Đó. Rồi, chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên của team Ả Rập này. 2 tiếng build chưa xong, tôi mới stream được 1 tiếng 30 phút. Mà đá 2 trận mất mẹ 30 phút rồi mà anh em bảo là build 2 tiếng. Ahila. Ôi trời ơi. Chính là team Ả Rập là khỏe nhá. Neymar Junior.
Ôi sao dài vậy? Trời ơi, sao cái nhịp dài đấy ta? Sao lại có anh Trung ở đây? Anh Trung là bản hợp đồng dự kiến. Là ký nháp, chỗ anh Trung là ký nháp rồi. Hay thế, gồn ơi, gồn Alisson cũng khác. Neymar Junior 10 năm châu Âu, Neymar đã khép lại như thế đấy à? Neymar! Tôi danh chuyên nghiệp à, tôi là gọi là bình đẳng chúng sinh, danh nào tôi bình đẳng hết. Ông danh gì à, tôi danh chuyên nghiệp đấy, anh không nhìn thấy à, những danh chuyên nghiệp mà. Ôi, ghét nhất thằng sớm bấm danh thật. Con mẹ ghét nhất luôn đấy, ghét nhất nó giảm hết cái sự cân bằng trong trò chơi này. Game thủ chuyên nghiệp thì nghe rõ được gì nữa. Ôi trời ơi. Du Huyền đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Anh Trung này là Trung Đông phải không? Trung này là Trung Kevin. Anh là Trung Kevin The Briner. À? Ok, Asadori. Nhanh nào. Chợ đập mãi lên nằm ấy. Bắt. Đây mà, biểu diễn một vài kỹ thuật cơ bản cho anh em xem. Ơ kìa, sao yếu thế? Zubenevec này. Này, một vài kỹ thuật. Con mẹ mà Neymar sao làm cái skill nào mà cũng mít vậy ta? Không làm huy hội tối em ơi, huy hội tối nay nha. Ôi trời ơi. Thế à? Thịt chó xôi dừa đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chó xôi dừa kìa, chó nhìn kìa. Nhìn đội này nó đá cứ mệt mệt. Cảm ơn thịt chó xôi dừa nhá. Mày. Ôi. Ôi trời ơi. Làm gì ấy? Giấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tội Neymar múa hết mẹ cây thể lực của anh đi em thầy. Trò chơi này thua phải là dễ đâu mà chứ. Tớ đã chưa thua đâu. Đó. Bây giờ mới thua này. Ui sao đã trận bóng thua rồi nhỉ? Thua trận bóng rồi nhỉ? Thua cả chuyên nghiệp, con mẹ mình đổi cái sân khác sân tối quá. Chủ áp để cái sân tối thế nhỉ? Nghĩa thịt chó xôi dừa trên TikTok có cả kênh cũng thịt chó xôi dừa ấy, con mẹ làm mình món ngon mãi trường. Thịt chó xôi dừa đấy. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Sân này cỏ màu đen. Ai dạ. Cảm ơn thịt chó xôi dừa nhá, chuyển sang áo trắng cái mặc cho nó đẹp. À, mặc cho nó đẹp. Gì đây? Skill gì vậy? Gôn ra, Alisson ra, khép góc nào. Rồi, ok. Múa ít thôi, giờ cầm Neymar không cho múa. Có bẹo cầm Neymar không cho múa thì bắt. Thế thì mua Valencia mà đá thật. Này, mua Valencia thứ mà đá. Neymar Junior. Ôi mua bóng một mít liên tục à? Savic, Ruben Neves, thợ búa vào đó nha. Ôi trời ơi. Thuận San L đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chiến thuật đơn rồi. Có thể do chiến thuật đơn. Rùa bóng này rùa lực xanh căng đét thẳng góc chết rùa ui rùa sắp rùa rồi. Không đợi phía trên không phòng ngự nữa. Thằng này nhót. Con mẹ thằng 1-3 cứ leo lên đầu Neymar ngồi cay giật. Savic. Nope. Chưa có bàn thắng. Nào. Dù bèn Neymar sút hay cực kỳ. Nope. Đó, phải sút hay cực kỳ. Thể đợi độ K tầm 4K 500 là cái gì anh em? Tôi sẽ mày mò, tôi sẽ tìm cái đấy. Cân bằng sáng à? Neymar Junior. Neymar Junior. Con Neymar một CU này cực hay nha. Cứ là chết. Cứ giết đê ôm nhau luôn. Cứ giết đê chạy phát ôm nhau luôn. Rời khỏi trận. Đó. Sức mạnh của team này được khẳng định. Trả lấy chủ ác thôi. Đá hai trận nó trả lấy chủ ác. Người ta cần được trải nghiệm. Người ta cần được đá những cầu thủ Ả Rập này.
trả lại tôi. Đó, đợi đúng mấy con hàng này về nữa tuyệt vời. Neymar UT đi nữa là tuyệt vời luôn. Neymar mà cứ ngỡ là Henry thì cứ cái gì nhau đâu mà. Độ ca là độ ám vàng hoặc xanh, độ ca càng cao ra càng vàng. Rồi anh em ơi, tí tôi sẽ chỉnh sau nha. Ôi giời ơi. Xin gửi lại nick cho tụi săn lờ để trải nghiệm. Asi, em có nghe anh Tú y lớp kể thầy sang Thái đi ăn buffet. A Tú miss mồi ấm chỗ thì thầy đã ăn hai đĩa. Phải em không ạ? Em ơi, ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình mà. Đó, ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình hết. Em hiểu không? Đó, anh chỉ nói thế thôi.